Rồi kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị. Bạn hôm nay mình có dịp đi trên Phú Lợi chỗ cái dùng ít ít con mình giao trên đây nè các bạn. Hiện tại mình giao đây cái ao này giao mấy chục ngàn, sáu mấy ngàn con. Hiện tại mình quay cho anh chị bạn xem. Và cái video mình hôm qua mình có quay cái mô hình nuôi ếch nhỏ lẻ cho anh chị bạn xem nó, tại có nhiều bạn mình quay lên nói trời nuôi lâu năm mà tại sao không nuôi lớn mà nuôi sao nhỏ lẻ quá. Bởi vậy mình quay cái mô hình nuôi ếch mình mới đăng cái kênh cái video ngày hôm qua đó, là mình quay cho anh chị bạn xem nó, là có nhiều bạn nó làm lâu năm không làm lớn, làm lớn đang cho chết thôi các bạn. Mình làm theo cái khả năng của mình thôi. Ếch này bắt bao mấy là anh bán hai mấy đợt luôn, không nhớ mấy đâu. Này, này tháng mấy ngày đâu. Ếch lựa điều gan. Chiều đói hả các bạn? Anh Phúc múc cái ao lớn chưa hả? Con ao dưới kìa. Chiều dài 100 m, ngang rộng không? Cái này là lúc đầu tiên là bắt của mình chỉ có mấy ngàn con, hiện tại giờ bắt số lượng nhiều quá. Cái dèo nào mà không bắt mà cái mẫu to đâu, mẫu mẫu đợt đầu mà 7,5 kg á, là bắt của đây đó hả? Là nay mấy ngày ta? Mới 15 ngày mà cũng ít đều dưới đều. Ít mình bán. Mình bán con giống là bán nguyên dèo chứ không có lựa lụm như người ta nha các bạn. Về tự người nuôi lựa nè. Anh Tâm nè, Tâm là tự mua về lựa luôn nè. Không, bắt về lựa mấy cỡ Tâm? Lựa thường mấy cỡ? Lựa 3 cỡ. Nói chung lựa 3 cỡ là đạt chuẩn luôn rồi. Thường với anh nuôi á thì nó không có cắn nhau, nó không hao hụt. Nó ít, nó hao hụt. Nó cũng ít có hao. Còn mình không lựa thì nó hao. Cắn nhau nó hao đồ con. Khi bắt giống mình về là chủ nuôi lựa ra 3 cỡ nha các bạn. Chứ mình là bán đây mình bán nguyên bầy đó, như bán xô ngang vậy đó. Vì lựa ra anh chị bạn thấy ít điều. Chín mười, chín mười không à? Bây giờ anh bán đâu có như cái mẫu như người ta lụm đâu. Mẫu lụm nếu mà lụm á là mấy người lụm thứ ba, như em lựa 3 cử cái người nuôi mà bán người thứ ba đó, là cái đợt ếch em lựa nhỏ nhất đó, là nuôi nó không có lợi nhuận. Sống bao nhiêu năm ở Sài Gòn giờ về nuôi ếch hả? Em sống chảnh 10 năm mà. 10 năm ở lập nghiệp chuyển qua nghề chăn nuôi luôn. Sống ở Sài Gòn 10 năm đi mê làm giờ bỏ về quê nuôi ếch luôn. Chuyển qua nghề chăn nuôi cho nó lợi nhuận cao tí. Nào các bạn, ếch của em được 10 ngày, ếch này được 5 ngày. Cái này mới bắt của mình bữa mùng 9 nè các bạn. Nay 24 mình
Mùng 4 mình 5 5 ngày. Ở này 49 bắt mình bắt về đây là cái dèo của hổm, mình quay cho anh chị bạn xem đó. Đây, nguyên cái hầm này là bắt con giống của mình không nè các bạn. Nguyên cái ao luôn. Chở chừng 20 cá. Tại sợ quá lên không có khên bắt thì cho ông mượn dứ thì mượn chừng 2 bữa không trả lên đâu, mình giao người khác nữa. Dèo dèo 49 này bắt mấy mấy cỡ? Ủa lựa mấy cỡ? Lựa 2 cỡ hả? Đó, cỡ bự với cỡ nhỏ. Thấy thơm ngon rồi đó. Tại mình lựa nó ra riêng đó, nó ăn nó cỡ thức ăn nó ăn nó mau lớn. Ăn nó hay bị cắn lộn nha. Ba bắt về mấy, thường bắt về mấy bữa mới lựa? Bắt về là buổi bắt về là lựa luôn. Bắt về lựa luôn hả? Nào bạn quay cho anh chị bạn xem những cái bồn như vậy là khi bắt con giống của mình là đổ vô, đổ đây rồi lựa ra mới đưa xuống ao nha các bạn. Đổ vô đây cái bắt đầu là mình đưa xuống dèo luôn. Ừ, đổ đây lựa xong rồi để trên bờ, nuôi nó cực lắm. Ừ, để trên bờ cứ mất thay nước. Thì bắt mình xong rồi đổ ra đây là hai dèo lớn này mới lựa ra ba dèo lớn các bạn. Còn cái dèo nhỏ nữa. Là đổ vô đây bắt về đổ đây rồi lựa luôn hả? Là bắt đầu là mình quay ngang mình lựa luôn. Quay ngang lựa luôn hả? Lựa là chiều mình đưa xuống luôn. Vậy cũng mệt ếch dữ nha. Anh à, tại anh bán nè không dám đếm rồi cân ký rồi. Của người ta thì người ta đếm thì vàng ếch nó hơi mệt. Ờ, nếu đếm chụp ếch thì nó mệt ếch mình dữ lắm. Cân nó lẹ với lại nó không có sốc ếch nữa. Nhưng người ta xúc người ta đổ vô thao rồi người ta đếm nữa, ta chụp ta đếm nữa, còn mình xúc xong mình đưa vô cái túi mình cân rồi. Mình chỉ cân không là về ừ. Hết nó khỏe. Đó, hiện tại quay cho anh chị bạn xem, có nhiều bạn mình giao hết hơi xa tí xíu không có thời gian tới mình quay cho anh chị bạn được. Có nhiều bạn hỏi giờ bắt ếch của em xong tới cho em quay, nó trời ơi giờ xa quá không có thời gian đi tới, như khi nào có dịp đi ngang á mới quay được, chứ chỗ nào mình có dịp đi ngang là mình sẽ ghé. Như anh chị bạn ở, có nhiều bạn ở Trà Vinh, Vĩnh Long rồi mình cũng bắt ếch của mình chứ kêu mình tới chứ, thì có dịp mình đi tới thì mình quay ếch mình. Ừ, nếu mà tự nhiên công việc mình lu bu bỏ thời gian đi thì nó xa mất hết một ngày. Còn đây từ chỗ nhà mình lên đây nằm giá cũng có 30 cây hết ta, có 30 cây lên đây thì thời gian thì không có bao lâu. Giờ gần 5 giờ các bạn, ếch nó sung đói nhào, thấy sung kêu với thấy bóng người ra là nó nhốn nháo gan ếch con chứ vậy. Yêu cầu thấy mình bóng người hoặc thấy cái thao ra thì nó mình lại cho nó nhát nhát thiệt chứ lại nó nhốn nháo chứ. Nè ếch nó gặp bóng người ra là nó nhốn nháo, nó tưởng đưa ra cho nó ăn, nó nhảy rồi. Tưởng mình cho nó ăn rồi nó nhốn nháo chứ. Ếch bự này là cầm cái thao ra gãi về ở đây là về ông kia dồn lại liền vậy, nhào lại xa liền gì. Có nhiều khi mình đứng bên này bên kia nó cũng nhảy sát. Ừ. Giấc mù này.
cái dèo thức ăn vậy vậy, nếu mà thức ăn mình gần gần xúc gột 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 là nó sẽ chạy qua. Rồi video mình hôm nay làm cho anh chị các bạn xem tới đây thôi. Rồi chào tạm biệt chị các bạn.